Vâng, Thiên Định xin chào tất cả cô chú chị nha. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại vườn hoa dự án Vinhome Riverside. Và hôm nay đây Thiên Định sẽ xin phép giới thiệu cho cô chú anh chị chúng ta một căn biệt thự đơn lập view vườn hoa rất là đẹp. Đây cô chú anh chị nhìn thấy không ạ? Vườn hoa rất là thoáng. Gần ngay cổng an ninh, gần vườn hoa, khu vực vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Vâng, và bây giờ Thiên Định sẽ mời cô chú anh chị chúng ta vào xem một căn đơn lập view vườn hoa vuông vắn với diện tích là 315 m. Đây cô chú anh chị, chúng ta vào thôi. Đây cô chú anh chị này, nhìn đường, đường rất là rộng. Khu vực trước nhà đây là hầu như là cái trước vườn hoa là của gia đình nhà mình, cho nên là để xe rất là thoải mái luôn cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị để xe trước trước cửa nhà mình này, và để xe trước vườn hoa này, khu vực để xe thoải mái. Cô chú anh chị có thể để xung quanh vườn hoa cũng được, không ảnh hưởng tới bất cứ cư dân nào tại Vinhome. Và bây giờ Thiên Định xin mời cô chú anh chị chúng ta vào tham quan một căn biệt thự đơn lập. Đây một tuyệt tác đây cô chú anh chị, một căn biệt thự đơn lập view vườn hoa. Cô chú chị ra những cái hông mới là rộng cô chú chị. Đây cô chú nhìn thấy ạ, hông rộng Thiên Định sơ qua nó rơi tầm khoảng gần 4 m, hông gần 4 m. Ô tô đi thẳng từ từ ngoài đi thẳng vào phải được tầm khoảng 4 con ô tô có thể chạy thẳng vào trục đằng sau được cô chú chị ạ. Đây cô chú chị nhìn đằng trước vườn hoa này thoáng không ạ, một căn đơn lập view vườn hoa tây tứ trạch cô chú anh chị nhé. Đấy, bây giờ Thiên Định sẽ mời cô chú chị chúng ta vào bên trong căn biệt thự. Đây, đây chỉ là bên trong không gian bên trong căn biệt thự đấy cô chú chị. Tất cả đều là thô của chủ đầu tư nhé cô chú chị nhé. Phía đây như mọi căn nó vẫn là cái một cái gara của chủ đầu tư. Bây giờ Thiên Định mời cô chú chị chúng ta ra tham quan phía sau. Phía sau căn biệt thự view sông, một căn biệt thự đơn lập view sông vuông vắn đẹp. Đây cô chú chị ạ, đây là sông phía sau của căn biệt thự. Không gian rất là đẹp luôn cô chú chị ạ. Diện tích xây dựng của căn biệt thự này là 134 mét vuông một sàn. Cô chú anh chị nhá. Diện tích đất của nó là 315 mét vuông, còn diện tích xây dựng một sàn của nó là 134 mét vuông một sàn, và được chủ đầu tư xây 3 tầng và một mái tum. Đấy, và bây giờ Thiên Định sẽ mời cô chú anh chị chúng ta lên tầng 2 để tham quan. Vâng, Thiên Định xin mời cô chú anh chị chúng ta lên tầng 2 nhé. Không gian rất là thoáng luôn. Một căn biệt thự view vườn hoa đơn lập. Bây giờ không thể tìm được một căn biệt thự nào mà đơn lập view vườn hoa mà diện tích loanh quanh chỉ tầm hơn 300 mét. Rất là phù hợp với những cô chú anh chị đang ở một căn song lập 200 đến 250 mét mà chuyển sang căn này thì rất là hợp lý luôn. Tại vì tầm tầm tài chính nó cũng xem nhau. Đấy, cô chú nhìn thấy không? Đây là tầng 3 của quý vị.
Mặt tiền của căn biệt thự này là 12,5 m nha cô chú chị nhá. Trước sau như nhau. Mặt tiền đất là 12,5 m. Đây, đây là tầng 3, tầng à, đây là tầng tum đấy, tầng 3 đấy ạ. Còn đây là tum, mái tum đấy ạ. Đây, bây giờ Thiên Định sẽ mở ra bên ngoài để cho quý anh chị ngắm được cái vườn hoa nhé. Đứng trên tầng 3 ngắm cái vườn hoa. Đây. Quý chị nhìn không? Đằng trước. Tại vì đây có cây rồi, mình view vườn hoa nó hơi. Không thể thấy hết được vườn hoa. Ở đây cô chú chị nhìn này, cả khoảng đằng trước đều là mênh mông rộng thênh thang, ô tô đổ thoải mái luôn. Đây là phía trước của căn biệt thự đây cô chú chị. Sân vườn rất là thoáng. Vâng. Giá của căn biệt thự này đang là 32 tỷ bao phí toàn bộ nha cô chú chị nhá. 32 tỷ bao phí toàn bộ, cô chú chị thấy có hợp lý không ạ? Thì giá thu về nó chỉ doanh loanh quanh đâu đó tầm khoảng 31,5 tỷ thôi. Và căn biệt thự 315 m, view vườn hoa thì tính ra nó chỉ đúng 100 triệu một mét. Đúng ạ. Vâng, Thiên Định đã giới thiệu xong, Thiên Định xin chào tất cả cô chú chị nha. Đây. Thiên Định xin chào.